nó sụp luôn nè. Ồ, để rồi luôn. Ngày mới em Xanh mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay em về Bỉ Thắm tiếp tục làm một cái video đi săn bắt những con hải sản. Hiện tại thì tụi em đang ở gần một cái bãi biển Cồ Mã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cả nhà. Tụi em chạy xe lên đây để đi săn bắt. Bãi biển đây cách đường cũng rất là xa, re tầm khoảng 300 m đó cả nhà. Đi băng qua những cái ô tôm của người ta này. Đây là Bỉ Thắm. Tới đưa cái xô cho anh. Hiện tại thì em về Bỉ Thắm cũng về tới chỗ rồi cả nhà. Rất là xe luôn. Tuyết ở trong đường cái băng qua những cái điều kia để ra ngồi này. Còn 400-500 m đó. Bây giờ thì tụi em chia lại làm hai, muối và xô. Bắt đầu đi săn tìm những con hải sản về nấu ăn trên này luôn nha. Tí nữa mình sẽ đi xuống những cái trại kia nè bé. Nó có những cái trại đó mình dựa vô những cái bóng mát để mà nấu nướng nha. Okay. Vừa ra là em có gặp được một hang tôm tít đầu tiên luôn cả nhà. Đây nè. Đó. Oh, bắt được con này là coi như có ăn rồi á. Cầm cho anh ráng bắt con này coi. Con đầu tiên chiến lợi phẩm. Rồi. Wow. Nhanh gọn luôn ha. Nhanh gọn. Một con đầu tiên cả nha. Có thưởng thức rồi á. Coi 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 con này hình như là nó muốn lột rồi cả nhà. Cái vỏ nó bạc rồi. Những con này ăn rất là ngon nè. Thịt rất là nhiều luôn. Rồi. Quá là tuyệt vời, một con đầu tiên. Rồi, bắt đầu đi ra. Wow, ở đây em lại gặp được một hàng tôm tít nữa cả nhà. Ồ. Không, hàng này nó cũng trung trung thôi. Để coi thử. Hàng này khô ghê luôn á. Đó, đèo xuống thì cái hang nó to cả nhà. Để coi thử nó cỡ nào. Lắp hàng. Đó, nó không nước. Ồ, nó đi lên lại. Wow. Được con thứ hai rồi cả nhà. Con này thì nó đèo ha. Cái hang của nó hơi sâu hơn nha. Đây. Chắc cũng bằng con mới nãy em đèo thôi. Đây nè. Hai con chắc cũng ngang nhau thôi. Con này chắc trung hơn. Wow. Quấy là đẻ. Đi em. Phải không? Phải. Đâu đâu, đi anh coi. Đúng rồi. Ở đây Bỉ Thắm có gặp được một hàng tôm tít này cả nhà. Nhìn xuống rất là hẩm luôn. Đó. Hàng thứ ba rồi. Có nướng, có nướng. Đưa lấy cái xẻng cho anh, cái bay cho anh. Bé nó bỏ quên cái bay trên cái hàng tôm tít vừa đào cái nha. Vừa nắm được cái đầu nó luôn. Những con này nằm cũng cạn mà. Nó không ăn quê mà nó ăn xuống đây. Ồ, con tôm tít bị lột nữa. Ngon rồi. À, trúng rồi, trúng rồi. Đây. Wow. Nó mút lột nữa rồi. Những con này à, thịt rất là nhiều luôn cả nha. À, vừa rè bắt được ba con luôn. Rất là may luôn. Gặp ổ rồi. Quá là đẻ. Đây. Ba con rồi. À. Đi em. Ồ, vô nữa rồi cả nhà ơi. Ở đây em lại gặp được một hang nữa này. Đó. Bỉ Thắm thì đang bắt ốc móng tay ở đằng kia. Bé. Xong là cầm cái bay tới cho anh. Cái hàng nó cũng rất là dễ biết cả nhà. Đó. Ồ, cái hàng này cũng trung thôi. Để em đào tay thử được không thì em sẽ đào tay luôn nha. Hàng này nó ăn xuống bên dưới. Có Bỉ Thắm thì hỗ trợ cầm máy quay đào thì nó hơi dễ. Còn em tự cầm thì nó cũng hơi khó cả nha. Oh, vừa động luôn. Vừa động luôn. Để em cầm hộ anh cái. Bắt con này nữa kiếm con thứ tư luôn coi. Tôi cầm được rồi. Mà đất nó hít. Đây này. Wow, con này cũng trung thôi. Nhỏ hơn ba con vừa rồi. Ai muốn lột nữa rồi nè. Cái vỏ nó muốn lột ra luôn cả nhà. Mềm luôn rồi. Con thứ tư. Ồ, vừa ra chưa bắt được con ốc móng tay nào hết. Đã bắt được 4 con tôm tít rồi. Thôi đi. Đưa cái bay anh coi thử phải cái hang tôm tít không. Tại vì cái hang này cái lỗ hơi nhỏ cả nha. Rồi. Nữa rồi, trời độ rồi cả nhà ơi. Quá là tuyệt vời. Ồ, cái hang này nó khô nè. Để em coi thử nó đi hướng nào. Hôm nay là có thịt tôm tít ăn là chắc chắn 100% rồi. Khô quá. Đó, nó khô rang luôn. Những con tôm tít này nó không có nằm ở trên được. Tại vì nó không có nước đó cả nhà. Em cầm mà hộ anh cái. Con này chắc nằm sâu. Khô. Khô lắm. Đụng chưa? Đụng rồi. Ô, đụng rồi, đĩ được cái càng luôn này. Đây cái này. Vẫn xúc rồi. Đây. Ôi, dở búng dữ à. Wow. Quá đẻ luôn. Gãy hết một cái càng, bây giờ bỉ luôn một cái càng còn lại nè. Đây cái này. Con thứ mấy rồi ta, con thứ 5 rồi. Ồ, con này có gạch nè, quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Mở miệng hang luôn hả? Mở chứ nha. Wow. Nãy giờ bị thấm ha, gặp được hang thứ hai rồi cả nhà. Hang này nước rất là nhiều nên nó cũng nằm đâu trên đây thôi. Đưa cái xiển ra. Ủa, nó nằm ở trên mà sao cái hang nó đi thẳng xuống đây? Rõ. Ô, thu. Ủa ghê luôn. Mới vừa nắm là thụt luôn. Khi mình nắm được nó thụt một cái là nó mất hụt, nó thụt sâu lắm. Coi thử nó có lẽ lên hàng thứ hai luôn nha. Mấy con này dỡ lên hàng thứ hai nữa. Đó, muốn lên hàng thứ hai rồi biết. Xích ra kia. Oh, wow. Con này bự luôn. Bự hơn con nó vàng luôn biết. Bự con hơn con mấy hồi nãy luôn á. Những con nó còn lanh như thế này thì phải bỉ cái càng trước đi. Đây, ô con này nó vàng đẻo quá. Cái này. Ô. Trời ơi, tôm tiếc không luôn, chưa có con ốc móng tay luôn. Điên. Bữa nay rất là hên luôn. Bữa nay đi thám ăn tôm tít nè. Đâu? Ồ, to dữ không? Bị thấm gặp được một hang nữa cả nhà. Hang này thì nước trên mặt luôn nha. Để mình coi thử nó hướng về hướng nào mới dễ đào. Hình như nó xỉu vô trong này xem cả nhà. Thụt nữa rồi. Ồ, ráng một xíu nữa. Móng tay nữa. Gì? Hang tôm tít hả? Tôm tít dữ hả? Hôm nay rất là nổi luôn. Đi đi, cầm hộ anh cái. Mình đào cái hang này cho mau quá. Ráng lên cái hang thứ hai luôn cả nhà. Em đào hang này mà nó qua bên này luôn. Wow, con này cũng to này, vàng luôn. To nhất này con nãy vừa luôn. Đặt. Con nào mà em bắt rồi thì em cũng bỉ hết hai cái càng này nha cả nhà. Đó. Đây. Con thứ mấy rồi? Thứ 6, thứ 7. Con thứ 7 rồi. Con này là to nhất hồi nãy giờ em bắt rồi cả nhà. Nãy cũng bắt được con to nè. Wow, quét vô tôm tít luôn. Tôm tít không? Để đi, anh biết coi anh múc mấy nước mà. Quá là đẻ luôn. Nước mới cho nó sống, cho nó mạnh. Tí ăn cho nó ngon. 7 con. Với một con ốc móng tay và một con sò đỏ. Đâu? Chỗ nào một hang nữa. Đây mới thấy bên đây nè. Đây đây nè. Đó, lấy cái... Đây cả nhà. Bị thấm lại tiếp tục gặp một hang nữa. Wow. Để coi thử. nó lên hang thứ hai là cạn ngắt luôn á, tại vì hang này ở cạn rồi. Bỏ nhanh ghê luôn anh đi. Còn đến hang thứ hai kiểu này nào hả? Không có đi sâu mà đi. Oh, thục rồi, thục rồi, thục rồi. À, nó lên ở đây luôn nè. Nó chưa có bò tới đó được. Hay còn con nào nữa không? Để anh coi thử. Tí nữa anh bỉa càng không đó. Một hang nữa hai con luôn hả? Có nhiều khi có hai con. Nhưng hang này chưa mở lên chắc không. Không có đâu. Lụm con này thôi. Con thứ 8. Quá trời là để luôn. Bỏ vô. Đi. Đi thôi. Hiện tại thì tụi em đang ngồi dưới một cái bóng trại cái nha. Ở đây nó có một bóng mát này. Bây giờ tụi em sẽ ngồi lại đây về nấu nướng hải sản ăn nha. Ồ. Vừa mới đây mà bắt tôm tít nè. Quá là đẻ luôn. Hôm nay không hiểu sao tôm tít rất là nổi luôn cả nhà. Tại vì hôm nay nước nó cũng cạn chiều rồi. Chiên bây giờ là 4 giờ rồi cả nhà. Những con này tụi em nướng mồi luôn nha cả nhà. Sống tươi như thế này nướng nó mới ngon. Rất là ngọt luôn á. Ở ngoài này nước mặn á cả nhà, nên tụi em không thể dựng đế để mà bò lửa được, nên đem theo cái bếp như thế này. Rồi, để rê than hết rồi cả nhà. Giờ tụi em bắt đầu nướng nha. Được. Em rảy bớt nước là biết để tắt bếp á. Nóng ghê luôn. Ô, con nào cũng lấy đẻ quá. Nước thế. Ồ, đẻ ghê luôn. Ủa, 8 con phải không? Ồ, nó cong lại. Bắt được 8 con cả nhà. Cho mấy con ốc móng tay sò đỏ gì lên luôn. Rồi, đợi chín nữa là quất thôi. Ồ. Cái dĩa này hơi chật hả? Hên là bắt nhiêu đây thôi, chứ bắt nhiều là cái dĩa nướng không hết luôn cả nhà. Muốn chín rồi cả nhà. Rất là thơm. Đây cả nhà. Ồ, rất là nóng luôn. Thơm. Thơm không? Ồ, cái thịt nó rất là dính luôn. Mình nướng nó dính trong cái vỏ cả nhà. Nó thơm. Thịt dữ hả? Mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Wow, quá trời là thịt luôn. Quá thơm. Sao thịt dữ à? Ồ. Mời cả nhà nha. Quá là đẹp. Nó ngọt mà nó ngon. Trời. Lần đầu được thưởng thức tôm tiết vàng mà nướng mọi luôn á cả nhà. Nó béo không? Quá đẻ luôn. Tôm tiết này nó béo hơn là con tôm tiết trắng, tôm tiết gạch luôn á cả nhà. Dẻo á. Cái vỏ này nếu mà chiên giòn ăn thì cũng rất là ngon. Tại vì cái vỏ này cũng rất là mềm cả nhà. Thèm quá. Thơm quá. Thơm. Rất nhiều cái này là quá là tuyệt vời. Quá là đẻ cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Hôm nay em đâm ngon. Những con tôm tiết như thế này thì nó không có bị cát. Nó không có bị cát như những con ốc móng tay hoặc là con sò đỏ. Ăn rất là ngon. Quá là thịt luôn. Đây mà luộc là thịt lắm á. Đã quá. Vỏ mềm nữa hả? Em ăn con này nè. Nóng không? Đỡ quá, béo quá. Hơi ngon. Ê, cái vỏ con này nó mềm luôn nè. Lột ra rồi mình cắn thử một cái thử nó ngon. Quất luôn. Ăn chả quả được luôn cả nhà. Nó biếu. Cái vỏ này nó mềm. Nó mới lột xong á cả nhà. Rất là mềm luôn. Ngon quá. Để luôn. Mát luôn. Mát được không? Mát được luôn. Toàn là thịt thôi cả nhà. Quá rẻ luôn. Lại một cái. Nó béo hút. Quá là đẻ luôn cả nhà. Hôm nay chỉ bắt được 8 con tôm tiết thôi, nhưng mà ăn rất là ngon. Thì em và Mỹ Thắm cũng đã ăn xong rồi. Giờ cũng phải dịp dọn cho nó gọn lại. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi hết video này nha. Giờ thì em và Mỹ Thắm cũng chào hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo mọi người nha. Giờ thì bye bye mọi người. Quá là mát.